Hai cả nhà, cả nhà ơi, cái thời điểm ngay lương á mà các bạn hỏi mình vào Winner V3 thì không biết là các bạn đã mua được xe chưa ha. Thì nếu như những bạn nào chưa mua hoặc là có ý định sẽ mua trong thời gian tới thì mình cùng theo dõi hết video này. Và các bạn xem video sẽ để lại giúp em một lượt like, một lượt đăng ký ha. Em sẽ cập nhật giá các loại xe theo từng thời điểm cho anh chị luôn. Nên bạn nào chưa sở hữu hoặc có nhu cầu sẽ sở hữu trong thời gian tới thì cứ theo dõi nhé. Rồi hôm nay em sẽ mang đến cho mình một dòng Honda Winner XV3 ha. Thì dòng này bên em ở đây là em sẽ lên một số màu sơn 3D cho anh chị rồi. Ngoài ra thì em còn đầy đủ tất cả các phiên bản màu zin từ CBS đến ABS hoặc là cái phiên bản HRC năm 2023 này em có đầy đủ cho mình luôn nhé. Cho nên là các bạn đang có nhu cầu, ví dụ như không mua màu sơn 3D thì mua màu zin, cứ hỗ trợ là liên hệ trước cho em sẽ là gửi màu sơn cho mình tham khảo cho dễ hơn nha. Rồi, em giới thiệu sơ một số màu sơn 3D và sẽ cập nhật giá xe cho anh chị luôn nha. Ở đây thì em có một em màu xanh ngọc nè. Xanh ngọc đi thêm một chút tem đen cam để làm nổi bật cái xe mình hơn thôi. Cái thiết kế tem này thì khá là đơn giản cho mình luôn á, để nhìn bắt mắt hơn cũng như là sẽ phù hợp cho sự lựa chọn của nhiều bạn ha. Rồi, một em màu vàng này thì thiên về màu vàng nghệ nhiều hơn là cái màu vàng sáng nha anh chị. Nó hơi trầm, cũng không quá nổi bật đâu. Em sẽ đi tem màu đỏ, đen. Màu này thì thiên về tông màu nóng ha, để làm nổi bật cái màu xe của mình hơn nè. Rồi, cũng là một em xanh ngọc nhưng mà thiết kế tem xe khác nè. Cái tem này thì hơi to hơn cái tem kia một xíu, đi màu đỏ đen cho mình, dòng chữ Winner X nha. Đây anh chị xem nha, bên em sẽ có một cái kiểu như thế này, là cùng một cái màu xe sẽ thiết kế hai kiểu hoặc ba kiểu tem khác nhau, hoặc là cùng một kiểu tem đó bên em sẽ lên 2 đến 3 màu xe khác nhau như vậy để cho mọi người có nhiều sự lựa chọn để cân nhắc hơn nha. Và đây, ở đây em cũng có một em xanh nước ha. Xanh nước đi tem đen trắng cho mình nè. Rồi, và một em xanh tím titan ở trong này. Ngoài ra thì bên em đang có thể là hỗ trợ là nhận sơn màu sơn 3D theo yêu cầu, cũng như là sẽ có hỗ trợ đặt cái tem xe theo ý thích của mình, hoặc là sơn một con số may mắn bất kỳ lên trên tem xe cho anh chị luôn nha. Thì hỗ trợ về phần màu sơn xe 3D á, bên em sẽ có là bảo hành cho anh chị 1 năm. Các trường hợp bong chóc sơn, nổ sơn, em sửa sơn lại hoàn toàn miễn phí cho mình nè. Và đặc biệt là xe của mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành về động cơ máy móc cho anh chị nha, trên các cửa hàng gia mạng, các cửa hàng Honda trong cả nước. Thì các anh chị mà ở xa mua xe thì không phải cần lo về phần thủ tục bảo hành nha. Bên em sẽ hỗ trợ là cài đặt app, hỗ trợ bảo hành cho mình đầy đủ, cứ yên tâm ha. Và ngoài ra thì bên em các màu sơn 3D như thế này, bên em có hỗ trợ ship xe gần xa cho anh chị luôn. Ví dụ như mà bạn nào ở xa mà chưa có thời gian sắp xếp được á, đến cửa hàng mua xe thì mình cứ liên hệ cho em để em sẽ được tư vấn và hỗ trợ cho mình kỹ hơn nha. Thì đối với dòng xe này hiện tại bên em đang bán với mức giá cực kỳ tốt luôn, chỉ từ 33 triệu 700 nghìn đến tầm 38 triệu 500 nghìn thôi. Giá em báo là đã bao gồm màu sơn rồi nha, từ phiên bản CBS nè đến phiên bản ABS màu sơn 3D và đến cái phiên bản HRC mới 2023 cho mình luôn. Dòng xe này hiện tại bên em chỉ đang hỗ trợ trả góp chỉ từ là 6 triệu đồng giúp em nha, và mang cái theo căn cước công dân giúp em nè. Đậu hồ sơ thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị lấy xe về trong ngày. Ngoài ra thì khách hàng có liên hệ đặt lịch trước sẽ được giảm từ 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn vào giá xe nha, hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại, cũng như là sẽ hỗ trợ giảm giá phụ kiện khi mà các bạn muốn gắn thêm ha. Rồi, thì đối với dòng xe này cũng như là các dòng xe khác, khi mà anh chị đến cửa hàng có liên hệ đặt lịch trước với em Miến sẽ được hỗ trợ giảm giá xe, hỗ trợ giảm giá phụ kiện. Ngoài ra thì các bạn đang ở gần hoặc là xa em á, thì cứ liên hệ trước để em gửi vị trí qua cho mình nha. Và các bạn đang muốn tham khảo thêm dòng xe nào thì cứ bình luận ở dưới video, em sẽ hỗ trợ lên ở các video sau cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.